không? Tụi anh về luôn nhá. Chắc nó kịp. Dây ông tới. Quay. Hôm nay là một ngày xuân và những ngày xuân đều vui với mẹ là ngày mừng sinh nhật của mẹ các cháu và anh cả các người. Và trong cái niềm vui này thì chúng tôi cũng có một thành viên ban và cũng có nhà lý tập thể chúng ta cùng ngồi đến đây và với một cơn niềm xuân và một sinh nhật ngày hôm nay. Bây giờ đây và tất cả quý vị hiện diện ở đây cũng xin chân thành cảm ơn ông bà và tất cả gia đình và nhân dịp năm mới cũng xin kính chúc ông bà và gia đình đúng sang năm mới luôn được mạnh khỏe và đón nhiều hậu vận của Chúa ban trong năm mới và trong công việc làm ăn luôn được thực hiện và thắng lợi. Và một lần nữa xin chân thành và cảm ơn. Và để bước vào buổi tiệc hôm nay, xin mời mọi người cùng thẩm tí để xin Thiên Chúa thánh thoại của anh trong buổi tiệc ngày hôm nay. Nhân dân cha và con và thánh thần, amen. Xin Thiên Chúa thánh thoại của anh này và chúng con sắp được lãnh nhận cơ hội nhân từ Chúa ban nhờ đức khi tôn Chúa chúng con, amen. Nhân dân cha và con và thánh thần, amen. Xin đưa một tràng pháo tay để chúc mừng ngày hôm nay.